Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức và hai bản tin này. Và bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như sau: vì sao lại khám xét cửa hàng Nhật Cường Mobile và tình tiết mới nhất của vụ Bộ Công an khám xét chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile. Liên tiếp đầu năm 2019, Cục Hải quan thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh triệt phá nhiều vụ nhập lậu iPhone khủng qua đường hàng không. Trong khi đó, Nhật Cường Mobile đang bị Bộ Công an khám xét, hiện vẫn thuộc top 5 nhà bán lẻ điện thoại đứng đầu Việt Nam. Ngày 9 tháng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an đã khám xét toàn bộ hệ thống cửa hàng điện thoại của Nhật Cường Mobile. Theo thông tin trên website, Nhật Cường Mobile thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, có giấy phép đăng ký kinh doanh số 01011-38364 do Sở Hà Nội cấp ngày 20 tháng 6, 2011, người đại diện pháp lý là ông Bùi Quang Huy với ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông. Xác nhận với báo chí chiều ngày 9 tháng 5, một cán bộ văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu và gian lận thương mại cho hay, sáng nay họ đã nhận được thông báo của C03 về việc khám xét chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile và nhà ở và trụ sở làm việc của lãnh đạo công ty này. Dù không tiết lộ nguyên nhân kiểm tra nhưng theo vị này nhận định sẽ liên quan đến nhiều vấn đề chứ không chỉ riêng về dấu hiệu là nhập lậu. Đại diện văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cũng cho hay chuyên án này do C03 Bộ Công an xác lập và điều tra, không liên quan đến các vụ bắt điện thoại di động nhập lậu trước đây của lực lượng 389 Quốc gia. Nguồn tin liên của báo chí cho hay Nhật Cường Mobile có nhập khẩu điện thoại qua các cửa khẩu như ở Lạng Sơn và Hà Nội. Ngay lập tức, phóng viên liên hệ với Tổng cục Hải quan để xác minh, tuy nhiên đại diện phía Tổng cục cho biết, theo quy định của luật thống kê, hải quan không được cung cấp cụ thể thông tin doanh nghiệp nhập khẩu, chỉ có thể cung cấp số liệu chung và nhập khẩu điện thoại và trị giá của nó. Đáng chú ý cũng liên quan đến mặt hàng điện thoại di động, gần đây nhất lúc 22 giờ 30 phút ngày 19 tháng 1, Cục C03 đã bắt quả tang đối tượng Đặng Đức Thịnh sinh năm 1989, thường trú ở Quảng Ninh, đi chuyến bay VN415 từ sân bay Incheon, Hàn Quốc về Nội Bài, nhập lậu 856 điện thoại Samsung và iPhone. Vụ việc được phát hiện tại khu vực công cộng của ga đến nhà ga hành khách quốc tế T2 ở Nội Bài. Cuối tháng 9, 2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã tạm giữ lô hàng hơn 250 điện thoại iPhone XS trong hành lý xách tay của 4 hành khách từ Mỹ về Việt Nam. Các hành khách này không xuất trình được giấy đăng ký kiểm tra và chất lượng theo quy định, tổng giá trị vi phạm ước tính khoảng 6,5 tỷ đồng. Và trao đổi với báo chí, một lãnh đạo của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho hay qua rà soát, Nhật Cường Mobile không có hoạt động nhập khẩu điện thoại qua địa phương này. Đồng thời, họ cũng không liên quan tới vụ bắt 250 chiếc iPhone XS vào tháng 9, 2018 vừa qua. Còn lãnh đạo của Cục Hải quan thành phố Hà Nội cho biết vụ nhập lậu 856 điện thoại Samsung và iPhone do C03 phát hiện và bắt giữ, hiện họ vẫn đang điều tra và đơn vị không được cung cấp gì thêm về vụ việc này. Đó là hồi 3 giờ ngày 7 tháng 5 tại thôn Xã Ngoài, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng quản lý thị trường và công an Lạng Sơn đã kiểm tra xe ô tô loại 7 chỗ, biển kiểm soát 30A88952 đang lưu thông từ Lạng Sơn về Hà Nội, vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô được hoán cải các ghế để tạo thành các hầm cốp nhằm cất giấu 578 chiếc điện thoại di động, các nhãn hiệu như là iPhone 5S cho đến là iPhone XR, Samsung và Galaxy Note. Trong đó có 220 chiếc điện thoại iPhone 5S và iPhone 6 là hàng đã qua sử dụng. Toàn bộ số điện thoại di động trên do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp, với tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính khoảng hơn 1 tỷ đồng. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Qua đây cho chúng ta thấy là việc nhập lậu thì không tốt như thế nào. Rồi, hãy kinh doanh mà đúng với chuẩn mực của xã hội cho phép. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và đừng quên like và chia sẻ để cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn vào nút thông báo để cập nhật những video mới nhé. Cảm ơn các bạn.